chào các bạn. Tôi tên là Nguyễn Bá Dương, tên thường gọi là David Dương. Với hơn 14 năm làm kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện cho các doanh nghiệp, đặc biệt hôm nay tôi rất là vui chia sẻ cho các bạn chủ đề kỹ năng chinh phục trái tim khách hàng đỉnh cao. Đó là cái nội dung tôi muốn chia sẻ cho các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Về phần tổng quan thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái khái niệm và tầm quan trọng của kỹ năng chinh phục trái tim khách hàng một cách đỉnh cao. Thì trước khi chia sẻ cái khái niệm cũng như tầm quan trọng của kỹ năng chinh phục khách hàng đỉnh cao thì tôi đưa ra cái khái niệm như thế này. Khái niệm là chinh phục trái tim khách hàng đỉnh cao là cách bạn làm một khách hàng tin vào bạn hay một sản phẩm dịch vụ của bạn. Từ đó vậy, họ sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. Đó là một trong những cái khái niệm. Và về cái tầm quan trọng thì cái tầm quan trọng nó rất quan trọng, là nếu chiếm được niềm tin và sự trung thành của khách hàng, bạn sẽ có gì ạ? Có tất cả. Nhưng để có được niềm tin của khách hàng đâu phải điều đơn giản, đúng không các bạn? Rất không đơn giản. Nếu bạn cứ ra rả suốt ngày cho rằng mình là người uy tín, mình là người trung thực, thật thà, luôn luôn nói như vậy, thì liệu bạn có đồng đấy không ạ? Không, bạn phải hành động. Nhớ nhé, một người bạn và cũng là người thầy trong kinh doanh của tôi có nói rằng đối với khách hàng phải tạo cho mình một cái vỏ bọc như là thật thà, như là tưởng như là không gian dối. Thường như vậy, theo các bạn nghĩ đúng hay là sai ạ? Và ngoài ra, để chinh phục được trái tim của khách hàng, bạn phải chứng tỏ cho khách hàng thấy mình luôn luôn đứng về phía khách hàng. Và đặc biệt hơn nữa là gì? Phải luôn luôn bảo vệ lợi ích cho khách hàng. Cái đó mới là cái quan trọng trong việc chinh phục trái tim khách hàng một cách đỉnh cao. Phải, ngoài ra phải chứng tỏ bằng hành động chứ không phải bằng lời nói suông. Các bạn chú ý nhé, có như vậy mới mong xóa đi được cái sự lo lắng và sự bất tín nhiệm, mới giành được lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp hay sản phẩm dịch vụ của bạn. Đó mới là cái chinh phục trái tim khách hàng đỉnh cao. Ngoài ví dụ như rằng gì ạ, các doanh nghiệp sản xuất của Nhật Bản thường hay sử dụng các cái chiêu thức dẫn khách hàng đi thăm quan các dây chuyền sản xuất nhà máy. Đó là những để chứng minh là cho họ xem cái sản phẩm mình sản xuất ra là thật, là chất lượng. Đó là vì sao doanh nghiệp Nhật thành công và tồn tại hàng trăm năm là như vậy. Điều này chỉ ra rằng muốn lấy được sự trung thành, sự thành thật, phải đối xử bằng sự thành thật. Và muốn chiếm được trái tim thì trước hết bạn phải dùng bằng trái tim. Tức là mình dùng bằng trái tim của mình đối xử với khách hàng thì chúng ta sẽ nhận được bằng tình cảm, bằng trái tim. Đó là những trong những quy tắc rất là hay trong việc chinh phục trái tim khách hàng. Và có câu nói như thế này: người thông minh dùng đầu óc, nhưng người khôn ngoan thì dùng trái tim. Theo các bạn, bạn muốn người khôn ngoan hay là muốn người thông minh ạ? Và để thành công, người chủ doanh nghiệp không chỉ biết dùng trí thông minh là đủ, mà phải dùng cả trái tim nữa. Dùng trái tim chân thành yêu thương thì bạn sẽ nhận được yêu thương. Nếu ra cái xấu, điểm yếu của sản phẩm hay thừa nhận cái sai là sao? Là minh chứng cho sự rõ ràng nhất trong việc đứng về phía quyền lợi của khách hàng. Chúng ta luôn đứng về quyền lợi của khách hàng mới là điều quan trọng. Tuy nhiên, vận dụng sách lược này trong kinh doanh cũng giống như một con dao hai lưỡi các bạn. Giống như con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta không áp dụng đúng thì chúng ta sẽ mắc vào sai lầm. Nếu bạn không đủ dũng khí và sự tinh nhuệ, tinh tuế, nhạy cảm, nó sẽ làm hại bạn. Cho nên chúng ta phải dùng gì ạ? Dùng cái trí tuệ để chúng ta làm việc, dùng sự khôn ngoan. Thông minh không chưa đủ. Là người chủ, điều quan trọng nhất vẫn là biết được khi nào đủ để dừng, khi nào thiếu để thêm. Bạn hiểu không? Tức là mình là một người chủ doanh nghiệp thì bạn phải biết được khi nào đủ để mình dừng lại và khi nào thiếu để mình thêm. Chúng ta phải áp dụng nó cho phù hợp, chứ không phải là chúng ta bê cái nội dung đi học, chúng ta áp dụng cho doanh nghiệp mình, nhưng mà nó phải phù hợp mới được. Chúng ta đưa ra những quy trình, những nguyên tắc để thực hiện chúng,
Nhưng chúng ta phải, điều này phải phù hợp với doanh nghiệp của bạn mới áp dụng được. Tại vì mỗi doanh nghiệp nó có mỗi cái văn hóa, mỗi cái phương thức kinh doanh khác nhau, chắc chắn là tạo ra kết quả khác nhau. Thì đó là cái anh chị ý là phải phù hợp. Và những điều tôi nói ở trên đây cũng là chỉ là lý thuyết, nhưng mà các anh chị cũng biết rằng, các bạn cũng biết rằng, lý thuyết là cái thực tế hơn cả thực tế, bởi vì nó xuất phát từ thực tế. Cho nên là gì, chúng ta phải nắm được lý thuyết, cái nguồn gốc chúng ta phát triển lên được. Bài học vừa qua giúp cho các bạn nhận thấy gì ạ, chinh phục trái tim khách hàng là rất quan trọng và cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại của bạn và doanh nghiệp bạn. Cho nên bạn phải gì ạ, phải học được cách chinh phục trái tim khách hàng. Và vì sao ạ? Vì khách hàng là tài sản của công ty, là tài sản của bạn. Rất nhiều bài học phía sau rất là hay. Sau đây chúng ta cùng sang bài tiếp theo.